Chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của An Phát Computer. Nếu như các bạn đang là sinh viên đồ họa mà phân vân không biết chọn laptop gì thì hãy chọn ngay mẫu laptop mới nhất của năm 2022 này đến từ nhà Lenovo với tên gọi Lenovo Legion S7. Nhắc đến Lenovo Legion thì chắc chắn đây sẽ là một mẫu laptop gaming. Mình nghĩ là nhiều bạn cũng sẽ nhớ đến ngay, đó chính là Lenovo Legion 5. Legion 5 thì cũng đã có một phiên bản màn hình 2K và cực kỳ được lòng các bạn học sinh, sinh viên kiến trúc này, đồ họa cũng như là thiết kế. Nếu như mà Lenovo Legion 5 luôn nhận được cơn mưa lời khen kể từ lúc ra mắt cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề hạ nhiệt một chút nào cả, thì với Legion S7 mình nghĩ chắc chắn là phải khen nhiều hơn nữa đấy. Về ấn tượng ban đầu, nếu như mà chỉ nhìn qua về ngoại hình, mình đoán chắc chắn là nhiều bạn sẽ nghĩ là trông chả khác gì Legion 5. Tuy nhiên, nhìn vậy nhưng mà không phải vậy. Có thể coi Legion S7 là một bản nâng cấp của Legion 5 với mức giá cao hơn nhưng ngoại hình mỏng hơn, nhẹ hơn và cấu hình thì cũng cao hơn. Với cân nặng thì là chưa đến 2kg, mỏng hơn so với Legion 5 đến 8mm thì đây là một trọng lượng khá là nhẹ so với laptop gaming cùng phân khúc. Người dùng thì đã quá quen thuộc với thiết kế tối giản ở các dòng Lenovo Gaming thì được cân bằng giữa hiệu suất chơi game và khả năng di động. Thế nên Legion S7 thanh thoát, lịch lãm với vỏ ngoài rất là vuông vức và gọn gàng. Phần khe thoát gió tản nhiệt thì được thiết kế lại, ít các đường vát chéo hơn, hiện đại tinh tế nhưng mà vẫn giữ được nét mạnh mẽ và gaming. Chất lượng hoàn thiện thì không phải bàn, toàn bộ máy thì được làm từ nhôm nguyên khối vô cùng mát và mịn. Khung máy thì rất là cứng cáp. Mặt trước thì có chứa logo gồm chữ Lenovo và chữ Legion sẽ được đặt ở hai bên. Tuy nhiên thì bề mặt máy này thì hơi bám vân tay, thế nên là muốn giữ laptop sạch đẹp thì các bạn nhớ lau chùi thường xuyên nhé. Phần bản lề thì kết nối với khe thoát gió tản nhiệt được thiết kế nhỏ lại so với các phiên bản Legion trước đó. Nhưng mà bản lề vẫn là điểm mạnh của máy, cảm giác sử dụng rất là tốt. Việc mở máy lên thì vô cùng nhẹ nhàng và có thể mở ra được tối đa là 180 độ. Thiết kế gaming thì được Lenovo chăm chút vô cùng tỉ mỉ trên em máy này. Từ bàn phím cho tới nút nguồn đều được Lenovo trang bị LED RGB 4 vùng. Phần bàn phím thì các bạn có thể tự điều chỉnh màu sắc theo ý muốn, hoặc là khi bật nhạc thì bàn phím cũng có thể chạy LED RGB theo âm thanh của các bạn ở trên máy luôn, bằng cách là các bạn sẽ ấn tổ hợp phím Function cộng dấu cách để có thể thay đổi nhé. Bàn phím này thì sẽ là bàn phím full size có tên gọi là Legion True Strike thì sẽ cho cảm giác bấm mềm hơn, độ chính xác cao hơn, hành trình phím sâu, độ nảy tốt và phím bấm lớn. Tiện nói đến bàn phím thì mình sẽ nói về phần touchpad luôn. Touchpad này thì đủ dùng. Trên laptop gaming thì mình vẫn ưu tiên sử dụng chuột rời để có thể chơi game tốt hơn. Tiếp nối sự thành công của Legion 5 phiên bản màn 2K thì Legion S7 đương nhiên cũng sẽ có màn 2K. Màn hình ở đây chúng ta sẽ có là 15,6 inch, màn chống chói, tấm nền IPS, độ sáng là 300 nits với 100% sRGB, 89% Adobe RGB. 4 cạnh viền thì đều mỏng, cạnh trên sẽ được trang bị webcam chất lượng HD. Màn hình này thì sẽ có tần số quét là 165 Hz, hỗ trợ AMD FreeSync, G-Sync. Tốc độ phản hồi sẽ là 30 giây cho chất lượng hiển thị hình ảnh và màu sắc rất là tốt, độ nét cao, góc nhìn rộng. Vì là được trang bị một mẫu màn hình đẹp cho nên chiếc máy này không những được sử dụng để chơi game mà còn hoàn toàn có thể để sử dụng được cho các bạn học sinh, sinh viên học tập, làm việc với các tác vụ đồ họa chuyên nghiệp, như là các bạn có thể chỉnh sửa ảnh này, edit video này, thiết kế này. Cộng thêm cả là màn hình này còn hỗ trợ công nghệ đó chính là Dolby Vision, giúp hình ảnh của các bạn có chiều sâu hơn, cực kỳ sắc nét đến từng chi tiết. Về cấu hình thì các bạn sẽ có là AMD Ryzen 7 5800H và NVIDIA RTX 3060. Máy thì sẽ được trang bị sẵn 16GB RAM, có thể nâng cấp tối đa là 24GB, 1TB SSD cho dung lượng lưu trữ cực kỳ lớn. Và chúng ta hãy cùng xem qua phần trải nghiệm hiệu năng nhé. Về nhiệt độ, sau khi xem phần trải nghiệm hiệu năng thì khá là mát vì tản nhiệt của dòng Legion vẫn làm tốt nhiệm vụ với 2 quạt và 4 ống đồng. Thêm vào đó thì phần mềm Legion Co-Front 3 sẽ được tích hợp sẵn, đảm bảo hiệu suất máy cao nhưng mà vẫn duy trì trạng thái mát mẻ, tiếng ồn của hệ thống ở mức thấp, cho phép hiệu suất cao hơn, luồng không khí tốt hơn và nhiệt độ hệ thống thấp hơn để phần cứng có thể đạt hết hiệu suất tối đa, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các bạn. Và để có thể thay đổi nhanh các thiết lập của quạt và máy thì các bạn có thể ấn tổ hợp phím, đó chính là Function cộng Q. Về phần cổng kết nối thì cổng kết nối sẽ được rải rác xung quanh máy, tập trung chủ yếu sẽ là phần đằng sau này để các bạn có không gian sử dụng chuột hơn, tránh vướng vào các dây kết nối. Tổng cộng thì sẽ có đằng sau là 2 cổng USB Type-A và cổng nguồn, bên phải sẽ là 2 cổng USB Type-C, bên trái chúng ta sẽ có là khe thẻ SD và jack audio combo. Tuy nhiên thì có lẽ vì thiết kế mỏng nhẹ thế nên mình nghĩ là Lenovo đã lược bớt một vài các cổng kết nối cần thiết như là cổng HDMI hay là cổng mạng LAN RJ45. Nếu như mà các bạn muốn sử dụng hai cổng này thì sẽ phải mua thêm một chiếc hub để có thể chuyển đổi nhé. Tổng kết lại thì với mức giá là hơn 38 triệu đồng, các bạn sẽ có một chiếc laptop gaming đẹp, mỏng nhẹ hơn rất là nhiều so với những chiếc laptop gaming khác ở trên thị trường hiện nay, nhưng mà hiệu năng thì cực kỳ tốt. Cộng thêm đó sẽ là màn hình 2K, thì đây sẽ là một mẫu laptop gaming phù hợp với rất nhiều đối tượng người dùng. Ngoài game thủ ra thì có dân sáng tạo này, sinh viên, kiến trúc, thiết kế cũng như là làm việc các tác vụ đồ họa. Thế nên là link sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả cho mọi người có thể click vào nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.